Thì cái khu nhà này nó cũng đẹp lắm các bạn, nó cũng là nhà lớn đó các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng đi vô với Ngọc nha. Ở ngoài trước rất là đẹp luôn nè. Đi. Let's go. Đó, các bạn thấy không? Giờ nó bắt mình phải đeo khẩu trang với lại cách 6 feet nè. À, đẹp quá trời, cao ráo dễ sợ luôn. Phone phone gì vậy? Phone phone gì? Ăn. Dinner. Dạ. Trời nó cao kìa. Cái chừng nó cao kìa, goodness. Cao khủng nhà này. Rồi, cao dễ sợ luôn kìa. Nhà này. Đẹp quá trời luôn nè. Cung điện. Ừ. Con ngủ ở đâu? À, nhà to quá trời. Cao quá trời cao quá. Nhà phòng to chà bá luôn. Nhà không thể nào nói. Nhà này là 800 ngàn nha bạn. Trần cao lắm luôn á. Nhà đó dễ sợ. Oh, beautiful. Big, huge. À. Cái phòng này to luôn. Đã vậy. À, high ceiling. Very high ceiling. Đẹp quá bạn ơi. Ừ. Nó decoration đẹp. Dạ, nó decoration đẹp vậy. Cabinet hả? Với cái bếp, ở đây có chỗ pha cà phê các bạn, nhìn xinh không? Để sẵn cup luôn. Sang quá, cái nhà này sang quá các bạn. Đi qua bên cái phòng ăn dinner luôn nè các bạn. Cái phòng dinner nó rất là đẹp nha các bạn, rất là sang luôn. Các bạn ma bồn vậy ha? Đẹp sang dễ sợ luôn. Sâu nhé, sâu bếp luôn. Sâu bếp khủng á, bự á. Ngoài đây đẹp không ta? Đẹp. View đẹp quá trời. Ồ, có hai cái hình người này người ta vẽ gì đẹp quá. À, ta vẽ trên mấy cái cục gốm gì mấy cục. Như đẹp. Phòng đẹp quá. Do you have any lots available? Không gian mở luôn nè, đi vào phòng ngủ nè. Có, đi phòng ngủ gì vậy? Không gian mở nha. Nhà rộng chà bá luôn. Phòng đẹp quá trời. Họ đang làm việc á, đúng là phòng ngủ họ đang làm việc. Phòng này master bedroom nè. Đẹp quá ha. Trời ơi đẹp chưa bạn? Cái thanh nhìn đẹp ha. Sang quá chưa? Đây có hai cái ghế nhìn đẹp ha. Ừ. Cái ghế ngồi nhìn đẹp. Để quay đi nè, cho các bạn coi. Ừ. Ồ, đẹp nhất rồi chưa? Hả? Ở đây để tivi. À. Phòng tivi nè, chỗ là tivi nè. Master bedroom đẹp quá. Đi vô cái gì nè. Thôi rồi còn tắm kìa mấy bạn ơi. Darling home. Oh goodness. Trời đẹp quá. Cao ráo ghê sợ. Tắm nhà lớn quá. Đi đi vô coi có lô set nè. Bự chà bá. Lô set nè. Hai bên luôn ạ. Để quần áo cho đồ đồng bà hai bên khác nhau. À, đẹp quá. Đẹp quá ha. Vô con điện rồi. Quá trời đẹp. Trên mấy phòng? Nhà 5 phòng. Ở đây nó có cái chỗ để mình ngồi đây. 2 phòng dưới nhà, 3 phòng trên lầu. Nó ra ngoài đường được rồi đi. À, cái view đẹp. Đẹp quá.
đã to không? Phòng này phòng bé Bi hả? Phòng này để cho bé Bi ngủ hả? À bé Bi á. Cũng to quá trời. Let's go ahead. To nè. Còn rộng hơn. Có cái quạt, nhà mấy nó có cái quạt hết. Đây có restroom, hay cái phòng này có closet. Restroom là sạch sẽ, đẹp chưa? Ha. Mở cửa ra. Của trong cái nhà, chỗ này nuôi chó được nè. Really? Sao nuôi chó bự nè. Nuôi chó 2 đồng tiền. Phòng này phòng gì nuôi chó gì? À, phòng này, phòng tia đờ nè. Wow, phòng tia đờ da. Phòng tia đờ nè. Phòng chiếu phim á. Cầu thang đẹp chưa rồi. Khu vực này. Ôi, ôi, ở ngoài là trời. Giống như là hạ giới Trần Gian vậy hả? Trần gian hai giới vậy đó, như đây, cảnh tiên nhà nha. Lớn á, Ngọc thích nhất là nó có cái bếp ở ngoài sau á. À. Cái bếp ngoài sau đẹp. Bếp đá các bạn ơi. Ừ. Cái nhà bếp này không có mười mấy ngàn quá. Ngọc thích nó có cái bếp ngoài sau, các bạn thấy cái bếp của nó đẹp không? Nhà bếp mười mấy ngàn vậy ha. Ừ. Cái này nó tủ lạnh nè, wow, có tủ lạnh này trời luôn nè. Tủ lạnh nâu xay luôn. Rồi đẹp chưa bạn ơi. Cái nhà đá dễ sợ. Look at, oh, cái view kìa. Cái nhà cũng đẹp. Cái sân bên nhà nào cũng có cái sân đẹp dễ sợ. Khá rộng thôi chứ không rộng lắm. Nhưng mà như vậy đủ rồi. Rộng nữa đây làm gì? Hả? Ừ. Bên hông nhà cũng to nữa. Rồi. Cái dạ. Cái ba tiêu đã vậy. Ừ. Nó rộng. Bây giờ fill out everything tất cả đều xong rồi. Bây giờ vợ chồng đi về nha các bạn. Bây giờ đi ra. Nãy Ngọc có lấy 2 bịch bánh của nó. Phi à. Đi coi nhà. Đi coi nhà. Nhưng lấy, mà người có, ta cho mình quà ăn nữa. Đồ uống đủ thứ, mình muốn làm gì mình làm. Sướng lắm các bạn. Con nhà giàu mà. Con nhà giàu mà. Cái này nhà bự mà. Mình lấy 2 bịch bánh này có thể một hồi mình chạy xe 1 tiếng đồng hồ mình có ăn. Ok, bye bye bạn nha. Okay. Thank you các bạn nha. Bye, see you next video. Subscribe giúp cho Ngọc nha. Thank you. See you next video guys. Thank you. Bye bye.